Hôm nay Mio sẽ đưa quý vị và các bạn đi tham quan hội hè của thiếu nhi ở chỗ Mio ở nha. Bây giờ thì Mio xin mời quý vị và các bạn cùng đi theo chân Mio đi xem hội hè thiếu nhi ở đây có những cái gì vui vẻ hay không nha. Ông xã đi xe hơi đến đây xong cuối cùng là coi như tứ hướng luôn, không có chỗ nào mà đậu xe quý vị. Xe đạp nè, xe hơi coi như là tới ngoài đầu đường kia luôn. Cuối cùng về là ông xã mình đi xe đạp điện, còn mình đi chiếc xe này. Rồi bây giờ là vô, đi bộ vô. Tại bữa nay không phải là chỗ mình không, mà những chỗ ở một cái quận khác người ta tới đây chơi á, thành ra đậu xe rất là nhiều luôn á. Đó quý vị nhìn mấy bên kia là em mới vô dòm kỹ rồi, đã tắt điện chưa, đáng lá không có điện về. Đúng rồi, ở bên kia là mấy cái nhà biệt thự, người ta cho đậu xe trước nhà người ta đó quý vị, chứ bình thường là không có quyền ha. Cái khu này là biệt thự không à, bình thường là chạy tốc độ chậm mà con đường này là vắng không có ai luôn á. Bây giờ thì người ta cho phép, cho ủy ban cũng xin phép, người ta cho phép mà xe hơi đồ đậu ngoài trước cửa đó, tới sát trong đây luôn, không có còn chỗ quý vị. Rồi bữa nay trời đẹp nữa, bữa nay trời nắng đẹp, ai cũng đi xe đạp hết trơn luôn á. Mấy đứa con nít cũng đi xe đạp thế nè. Bây giờ với ông xã thì có một chiếc xe đạp thôi, bởi vậy đi bằng cái chiếc step kia. Ông xã đi chiếc xe đạp điện, chứ đạp chiếc xe đạp thường mà vô đạp không nổi á. Đó quý vị nhìn sau lưng mới vô là cứng hết luôn. Cũng mỗi năm cũng có một lần cái lễ này quý vị, ở trong cái park á, để mùa hè cho người ta chơi rồi uống nước rồi ăn uống, rồi mấy đứa con nít có khu trò chơi rồi này kia đó. Là castel, castel là Hi binin winum ukan castel hả honey? Honey. Hi binin winum ukan castel. Ở trong đây cũng gọi là một cái lâu đài nhỏ quý vị. Castel. Di winum dat castel up there. What? And castel. Castel, yeah. Yeah. Ở trong này cũng gọi là một cái lâu đài nhỏ quý vị. Hồi năm kia đó. À, castel. Đó quý vị nhìn đậu xe nè. Cứng hết nguyên nãy con đường. Hai vợ chồng chạy xe hơi ngon lành tới nơi mà quên quý vị. Quên cái tới nơi thấy xe hơi và có mấy người hướng dẫn đứng á, cái nói chết cha rồi, phải quành về nhà lấy xe. Đây đẹp lắm nè. Xanh ha. Đó, toàn là cây cổ thụ không thôi, đẹp lắm luôn quý vị ơi. Người ta đang múa nè quý vị. À, người ta đang múa mấy cái điệu nhạc nhân gian á. Ở đằng kia là ở bên chỗ đó là có nhà hàng, có chỗ ngồi uống nước rồi ăn uống nữa. Rồi trong đây bắt đầu là coi như là tất cả các trò chơi luôn, sinh hoạt về mùa hè. Nhảy dây nè, mấy đứa nít nhảy dây này hồi nhỏ mình cũng có chơi cái này nữa nè. Sao không ai nhảy hết vậy? Mấy đứa nhỏ thích lắm, trời nắng mà. Mấy đứa mà bận đồng phục quá là nó đi sinh hoạt theo trường quý vị ha. Nó bận đồng phục là nó đi sinh hoạt theo trường. Trời ơi, toàn là con nít nhỏ, quá chừng đông luôn.
rồi mấy cái hội chữ thập đỏ, mấy cái này kia đồ, người ta bán vé quý vị, bán nước, bán đồ chơi, bán này kia nọ để lấy tiền tích lũy đó. Bây giờ mình phải vô đây mình mua ha, mình mua giống như cái phiếu vậy đó, mình muốn ăn, muốn uống, muốn gì mình làm. Chỗ đó ăn nít chơi à, quá chừng là đông luôn, giờ không tưởng tượng là đông như vậy luôn á quý vị. Con nít nó chơi coi như là thể thao mạnh bạo lắm quý vị. Đó, nhìn trời ơi, cái này nhỏ xíu bằng bé Su chắc, nhỏ xíu bằng cháu nội của Mi Vô chắc. Trời ơi, chơi bạo lực cơ không quý vị. Mà ở nhà người ta cũng có cái trò chơi này nó quý vị, nhưng mà nó nhảy không. Ở nhà thì có cái trampoline mà không có cái sợi dây ha, nó cũng nhảy bay bay lên á. Ở đây họ để cái chữ Castel Pass nào là cái đường đi vô cái lâu đài á quý vị. Coi như cái chỗ nào cũng có trò chơi hết trơn. Ok. Ở đây thì chơi đu quay, chơi vòng tròn vòng tròn. Dễ thương. À, Mi Vô đi bữa nay coi chắc cũng toàn là coi trò chơi nít không à. Hồi đó lần đầu tiên Mi Vô qua đây. Honey, the is kia is come here. And it have a photo. This here better cat here. Where this here have a photo. Để Mi Vô sẽ lục cái tấm hình mà mình lần đầu tiên Mi Vô đến nước Bỉ đứng ở đây chụp với ông xã này quý vị. Cá ngựa nè, park. Cát nè park. Thôi Mi Vô thích lắm quý vị ơi, đẹp quá. Ngựa nè. Dễ thương quá. Đẹp chưa? Người ta ngồi trên đó đi du lịch nè. Tham quan hết một vòng luôn. Đẹp quá. Ôi trời đất ơi, hai con ngựa đẹp quá chừng. Mi Vô thích con ngựa. Mà con ngựa này nó giống như nó mang vớ vậy, nó đẹp lắm quý vị. Ông ơi, đông về chịu sao nổi. Để coi ông xã Mi Vô đi được bao nhiêu xa nha. Ông xã Mi Vô đem theo cái xe mà để vịn, để nó phụ vịn mình cho đỡ mệt á. Chứ bình thường ông xã Mi Vô vẫn đi đứng bình thường, không có cái gì hết trơn á. Đi cái xe đi phụ này, lỡ có mệt thì quay lại ngồi lên trên cái xe quý vị, giống như cái ghế vậy để ngồi nghỉ mệt đó. Còn đây là cái bình oxy mang theo này quý vị nha. 24/24 tiếng đồng hồ ông xã Mi Vô phải có oxy. Đông không tưởng tượng nổi quý vị ơi. Đi mà Mi Vô né thét, Mi Vô dẹp vô trong vách tường luôn. Mấy cái ăn bé này là của trường quý vị ha. Bán mấy cái trò chơi này lấy tiền để làm kinh phí cho trong sinh hoạt ở trong trường á, mấy cái đứa trường trung học á, bận đồ đồng phục nè. Anh đi mấy đứa học trò họ đi làm hoạt động để lấy tiền á quý vị, để tiết kiệm tiền để làm sinh hoạt phí cho học sinh á. Ở đây là những chỗ bán vé để mình vô mua đồ ăn uống ha. Nói chung là cái này là hoạt động hè, thành ra là toàn là con nít không ngủ gì ơi. Anh ra họ ở các tỉnh khác vòng vòng đây họ cũng tới, bởi vì không có chỗ đậu xe, nhà mình ở gần xịt à, mà không có chỗ đậu xe luôn, chạy xe hơi ra được tới nơi cái qua có hai ngã tư là tới rồi, xong hoành về nhà lấy xe đạp đi. What he do? A stop of the boat. Đi giống à mấy? Coi cái đứa nhỏ nó làm nè quý vị. Hay ghê chưa? Nhỏ xíu. Ảnh nhỏ xíu mà ảnh gan ghê chưa? Đó, cứ leo lên được một cái thùng là bắt một cái thùng nữa leo lên. Yeah. Nhưng mà có sợi dây cột chặt các em đó lại rồi. Nhưng mà dạng ghê luôn, thấy chưa quý vị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gần 10 cái thùng rồi. Giỏi ghê chưa? Wow. Cái cuối cùng nữa, hay quá. Thôi phải lại đây mua nước uống thôi, Mi Vô đó khát nước quá. Bây giờ đây mua nước uống quý vị ơi, khát nước quá. Ở đây mình có thể mua 3 euro and Fanta. Một cái Fanta là 3 euro, nước nào cũng 3 euro hết luôn. Bây giờ phải mua nước uống thôi, Mi Vô khát nước quá, chị khát nước rồi.
Ở đây cái hội hè này toàn là con nít không mũi gì. Ông xã mới vô hỏi mới vô là uống nước thôi hả chứ không có mua vé trò chơi. Trời đất ơi, nghĩ làm sao mà mới vô chui vô chơi mấy cái này với con nít. Coi kìa mấy đứa nhỏ kìa, nó leo tuốt ở trên nó nhảy xuống à. Gan nghe chưa? Con nít bên đây thể thao nó leo trèo dữ lắm, có ghế ngồi nè. Mà ông xã mới vô muốn ngồi ngoài nắng. Ngoài nắng hả? Đây mấy ghế heo để ngồi đó, giờ mới vô đứng rồi nè. Thôi đi. Chết. Đó, ngồi uống nước. Mình đi lại gần mình quay cho quý vị các bạn xem mấy đứa nhỏ chơi cho nó vui nha. Nhà mình thì hai đứa cháu ngoại thì nó theo cái kiểu của ba nó, thành ra của ba mẹ nó, mình không có phải muốn dẫn đi là đi. Hai đứa nhỏ đó thì nó trong đội đua xe đạp hết trơn luôn á quý vị. Thành ra tới những cái ngày lễ ngày nghỉ á, nếu mà không có trong những cái ngày đua đó thì nó phải tập luyện phải chạy bao nhiêu km vậy đó. Những ngày cuối tuần cũng vậy, nó phải tập luyện dữ lắm. Tại vì tụi nó vô cái đội đua từ nhỏ xong rồi tới lớn á, cũng hai đứa cũng đoạt giải. Hai đứa lớn thì cũng đoạt giải nhất được một lần, rồi giải nhì, giải ba. Còn đứa nhỏ thì đoạt được giải một lần giải nhất. Thành ra giờ tụi nó phải tập luyện dữ lắm. Coi đứa nhỏ nó nhảy nè, từ trên cao, tuốt từ trên cao đó luôn, nhảy xuống á. Từ trong bay ra nhảy xuống á. Đó. Còn đằng kia thì cũng có mấy trò chơi khác, ai thích ngồi ghế thì người ta ngồi. Nói chung là trò nào cũng như trò nấy, cho mấy đứa nhỏ nó sinh hoạt hè. Ở bên đây có nắng là người ta mừng lắm quý vị ơi. Quý vị người ta bận đồ, người ta phải phơi ra ngoài hết luôn. Không có ai như mi vô bận quần dài rồi áo rồi đã gì, còn đội nón nữa mới ghê chứ. Mi vô còn đội nón, nhìn mi vô quý vị nhìn nè, bận kiểu này giống đi nắng bên Việt Nam mà còn gì nữa. Tụi nhỏ nó bận giống như là quần sọt với lại áo ngực, áo bikini gì đó, để nó phơi cái thân nó ra ngoài nắng á quý vị. Nãy giờ gặp người bạn dẫn hai đứa con á, đứng đẳng cho mấy đứa nhỏ chơi rồi. Bây giờ đói bụng quá rồi quý vị ơi, phải đi vô cái khu này là cái khu bán đồ ăn. Thì đông người quá, ai cũng đói bụng hết á. Vô tới cái khu này coi như là đông nghẹt cứng nhắc luôn á. Thật sự là không có dành cho mình người lớn quý vị ơi. Đuối quá chịu hết nổi. Ở đây chờ. Giờ ở đây là bán khoai tây nè, đi vô đây mua khoai tây ăn. Đang đứng đây ngay quầy nè, đang đợi nè. Đợi. Đợi mua khoai tây chiên á. Mua khoai tây chiên với lại ông xã mới vô thì lấy một cái thịt chiên. Mới vô không ăn thịt chiên, mới vô ăn một miếng khoai tây chiên chút xíu về nhà mới vô nấu cơm ăn.